Lâu lắm rồi mình không quay lại cái áo tăng hình này. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái áo tăng hình này. Mình chôn mấy đứa em của mình nhá. Thì mấy đứa em mình đang ở trên tầng ấy. Hôm nay mời mình mấy đón mấy đứa em về chơi ấy. Thì mình sẽ dùng cái áo tăng hình này để mình nên chôn nó xem, để xem phản ứng của nó nhà nhá. Thì các bệnh mà các bạn ấy, xem video của mình thấy hay thì mình một like, một share và nhớ bấm chuông để nhận những video mới nhất của mình nhá. Bây giờ mình sẽ lên mình chôn luôn mấy đứa em mình nhá. Ok các bạn nhá, thì trước khi vào video ấy, mình muốn giới thiệu với các bạn cái game mà mình đã chơi và mình đã được tiền trên cái game này nhá. Thì game này có tên là V99 ấy. Thì game này có rất nhiều game luôn. Các bạn vào chơi game này, rồi các bạn đổi thưởng được này. Thì cách khi mình thắng ấy thì mình có thể rút tiền qua ATM và Momo nhá. Đấy thì link game mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn tải game vào chơi của mình nhá. Vừa đi đâu về đấy mà anh? Rồi ra thì áo thì xong. Đâu này không? Thank you.
đi tìm. Ừ, đây là nước, nước bên đây mà. Ừ, nhưng mà không phải em, thì cũng không phải chị đâu. Chủ tội tinh tinh. Kiểm tra lại theo cái, vừa vào nó lại từ đâu. Hay mà chôn bằng áo ra thì các bạn nhớ comment để mình thực hiện ý tưởng nhá. Vậy thì bây giờ thì chào tất cả các bạn.